Tôi xin chào cả nhà nha. Rất vui cả nhà đến video của mình. Hôm nay mời cả nhà cùng xem set pizza đánh đơn nha cả nhà. Giữa cô Trúc với Nghị. Kèo solo cả nhà ơi. Set pizza này cô Trúc đánh 60 điểm nha cả nhà. Nghị đánh 50 điểm. Set pizza này cô Trúc chấp Nghị 10 điểm. Lấy ra. Hôm nay mình sẽ làm trọng tài cho hai người nha. Hai thắng tiếp tục nhận một phần quà Tết mình đang để trên bàn trước màn hình cái này. Ba điểm đầu tiên cho cô Trúc. Nghị là có xuất hiện trên clip mình mấy clip nữa cả nhà. Nghị câu lãnh. Nghị đánh 50 điểm, cô Trúc 60 điểm. Cô Trúc chấp Nghị 10 điểm. Giờ mời cả nhà cùng xem xét ra đánh đơn với mình luôn cả nhà. Nhà giờ theo bên nào thì để lại cho mình một lượt comment nha. Hay quá mày ơi. Bắt đầu từ clip này cả nhà là mình làm set ai thắng nhận quà Tết là kết thúc thi đấu luôn cả nhà, không có game show cả nhà. Mình làm tới bữa mùng 7 là thường mùng 7 âm lịch Tết đó cả nhà là mình sẽ làm clip đánh đôi lại. Còn bắt đầu từ clip này chở tới ngày 17 là mình sẽ không có game show nữa cả nhà. Nhưng nào game show cả nhà. 5 điểm đầu tiên cho Nghị. Cả nhà thấy clip mình hay nhớ cho mình một lượt đăng ký kênh nữa nha, để nhận được những thông báo mới nhất của kênh mình. Một lượt like, một lượt chia sẻ đã có động lực ra nhiều dấu hay hơn nữa cho cả nhà xem. Mình ra clip liên tục luôn cả nhà. 30 mùng 1 mùng 2 mình ra liên tục. Không năm nay mình không ngưng cả nhà. Đầu. 1 rồi 4. Điểm số giờ bên cô Trúc 4 điểm. Nghị 5 điểm cả nhà. Nghị set pizza này đánh 50 điểm. Cô Trúc đánh 60. Set pizza này cô Trúc chấp Nghị 10 điểm. Chúc ông bà cô chú anh chị em buổi trưa xem clip vui vẻ bên gia đình và người thân và có thật nhiều sức khỏe. Năm mới làm ăn phát tài có lộc. 1-6. Đi ra quê mình cả nhà, chủ yếu những buổi trưa đem lại những clip giải trí cho nhà xem. Còn được ông bà cô chú anh chị em suốt thời gian qua đã theo dõi ủng hộ kênh mình rất là nhiều luôn. Cảm ơn ông bà cô chú anh chị em rất là nhiều. Còn vài set tới nữa là mình bật mí cho cả nhà xem nha, là cơ thủ chân tay ngóc còn nhiều trong tem mình lắm cái vậy mà dịp Tết này mấy anh mấy chú đồ mới làm công việc mới xong cái nhà nên mình chưa lên clip được. Cả nhà đợi 2-3 hôm nữa thì sẽ có clip nữa nha. Ba đó chính. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đúng rồi đó. Hai nữa sáu. Bà con chú chị em muốn về giao lưu với kênh mình, bên thẻ cộng đồng mình có để địa chỉ nha cả nhà. Và địa chỉ là ấp A, xã Phú Cường, huyện Tâm Nông, tỉnh Đồng Tháp. Khung giờ giao lưu từ 9 giờ sáng tới 12 giờ trưa hàng ngày. Bốn đến 13. Bốn đến 7. Một nữa tám. Con về thích lại đến ngọn trái luôn rồi. Ai mà chung đánh với vàng, mới đánh với vàng mà. Hai mười lăm. Thôi ơi, dư em.
lấy được lo làm gì đây. Hai nữa mọi một trong tay ơi. Ủa mình giờ chuẩn bị trà đường lên nó ngọt ngoài đó nhà ủa ta. Một nữa 20 bốn đến 24 đi chưa đi đâu đi chưa đi đâu đi đâu
Hay quá Nghị ơi. Bắt xe gọi nói đi gọi hoài. Lắm lên. Đúng rồi, nó cuốn kìa. Đây 26. Thôi ơi, rồi tiêu em rồi. Cái gì mà nó lòn em là tiêu em nữa rồi cả nhà ơi. Năm nữa 31. Ê qua xe rồi em. Kỳ vậy trời. 1 1 12. Thằng đó quýnh gì bữa nay vậy trời. Bữa nay tới đây làm gì dữ vậy nghỉ. Ba đến 34. Một đến 13. Trời xong rồi đó. Gì á? Một đến 35. Rồi luôn,
4 nữa 17. Một tới 36. Ba bao nhiêu? Ba đến 20. Năm dòng tài ơi. Năm đến 25. Ừ, nó té giếng tiêu rồi. Thôi, cao thôi. Không hợp thì thôi. Muốn mỏng nữa thì vậy. Vậy.
1 đến 36, 1 đến 37. Một đến 26, điểm số giờ có chút 26 điểm nữa nha. Nghỉ 37 điểm, tính giờ này nghỉ đánh 50 điểm, cô chút đánh 60 điểm. Cô chút chấp nghỉ 10 điểm với nhầy. Ngày thắng tiếp tục nhận một phần quà Tết nha các nhà. Quà Tết mình đang để trên bàn trước màn hình nha nhầy. Bọt nữa 27. Ui ui, con Bi vậy mà nó chạy xuống luôn. Trời ơi, rồi xong. Trời ơi, nó mở được theo vậy hả? Bốn nữa, 41. Bỏ tới 28. Bọn nó 29. Ô, có vậy mà quýnh là thấy rồi, rồi xong. Không, có
4 nữa 33. Năm nữa 46. Ôi, 34. Thằng đó không chơi kia vô đủ. Mai tàu đó thì chết. Mới mấy cái đó thì con cái đê quá trời. Trời này nó 48. Một nữa 35. Trời ơi, vô chứ. Sao lâu, mía lâu thì. Yeah,
tới 36. Em đã bị xì cả nhà ơi. Em đã bị xong rồi cả nhà ơi. Ô, thôi thôi. Một là một bọc nha cả nhà, có sổ cả nhà. Một nó 49 còn một. Trời ơi. Đây luôn đi. Tứ chơi quên đường nào nó không phải gì vậy. Một nữa 37. Xong rồi đó. Vậy mà chú à, vô dậu đó là xong em rồi. Ôi đó từ. Đó là cái này. Rồi đi luôn rồi. Xong em rồi. Ô. Mấy người chốt? 3-1. 3-40. Rồi kết thúc nha cả nhà. Xong. Dạ kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây là hết. Nghe anh thua cả nhà. Chúc nghỉ nhiều sức khỏe nha. Rồi dịch cơ nhận quà cho mình nha. Tay cứ luôn luôn bạn. Rồi sếp bây giờ này nghỉ thắng nha nha. Cho mình gửi tặng em nghỉ nha. Rồi. Chúc em gia đình nhiều sức khỏe năm mới là bạn có tài lộc nha. Rồi. Rồi. Rồi sếp bây giờ này là sếp kẹo solo. Cô chú chấp nghị 10 điểm là nghị đã thắng được một phần quà Tết nha nha. Bây giờ cho Pháp TV mình kết thúc clip tại đây nha. Bye bye cả nhà, hẹn cả nhà vào clip sau. Bye bye.